Ghê không? Từ vắng cá ghê không? Này có cái này phải cá hiếu đâu. Cái này hả? Cái này cá. Cái này cái gì Tâm? Cái này mập thù lù trời. Ờ sọc dưa. Đúng rồi sọc dưa. Hello, xin chào mọi người. Đông mà. Em mình đông mà. Ờ, này có anh Quắc đó nè, anh Quắc chị Trúc, anh Khánh. Anh Khánh với Toàn. Xuống chơi cho mọi người. Hello, hello. 2-3 tháng rồi. Hello em, khỏe không? Khỏe không thấy? Khỏe. Yeah. Mua gì ăn đỡ đi hết chị, bánh mì đi nè. Có bán võng không? Có mà. Ủa, có mua cái dao không? Có đâu có đem dao theo không? Có dao, có nhóc. Dao để chặt cây nha. Chặt cây có đem cây yếu nha, của mày lại. Đem yếu mày. Đây chắc có bán. Bự nè. Mua cái thùng bự đi. Mua cái thùng bự để đá vô thùng bự luôn á. Ấn gì? Dữ vậy? Thùng này được rồi. Cái lỗ bự. Lỗ bự đi. Ở đây có bán võng không chú? Có bán võng không? Võng không có võng ghẻ. Dạ? Không có võng ghẻ. Võng ghẻ là sao? Võng đó là võng dù hay là võng lưới? Võng dù. Có 75 ngàn. Lấy 2 cái. Lấy võng dù hả? Lấy cái thùng á hả? Dạ. Lấy 2 cái võng dù luôn. À, võng dù à, lấy 4 cái đi. Lấy còn 4 cái võng dù đi. Còn đó mấy cái hả? Đi vô đây mua rau. Ký danh. Lấy con ký chanh đi chú. Chú ơi. Lấy con ký chanh. Nè ông đây. 500 ngàn á, mày cứ quay vô. Mua gì? Mua ký chanh này nè, mua chú leo không? Mua chú đại mấy cái bọc đi chú. Lấy đại. Lấy cái non á, cái nhỏ. Đừng lấy cái bự. Cái bự nó già. Cái phim cái chị đó là chị đẹp nhất trong phim luôn á. Đó. À, đúng rồi cười kìa. Live chim cho bà. Xin mấy cái bạch đi chú. Lấy rau gì? Lấy cái con ớt dưa leo. Mẹ lấy con mua ớt. Ớt ớt sao lên gà sao quay? Sao chị? Ở cái này có luôn mà, có không chú, có kêu ớt vậy? Cái ớt kêu thơm á, ớt còn thơm á thấy. Ớt Phú Quốc á chú ơi. Ủa rau sống chạy đâu, có mua rau sống chạy gì không? Héo, héo, sợ nó héo. Héo hả? Héo. Mua cái ớt vô thơm gì không? Rau bánh bối nhanh nè. Rau bánh bối nhanh nè. Có dao không Tâm? Có dao. Tương có rồi. Tương có đâu rồi? Có rồi. Thôi, cho nó mắm với tương nhỏ nhỏ đi. Cái tương với mắm có rồi. Để đồ ăn. Rồi. Cái nước mắm. Rồi. Cho muốn không? Rồi. Rồi, tôi gọi hỏi. Nè. Đường muối vô. Đường muối ngọt có chưa? Có mà nhiều không? Nhiều không? Có xíu không ơi. Mua cái bình nhỏ nhỏ đi. Nhiều không? Tăng. Rồi đó không có đó nha. Mua có mấy chục ngàn chưa được trăm ngàn mà náo động hết rồi. Em làm to hả? Cho mấy củ tỏi với bột me. Bột me rồi, hai cục me rồi. Hai củ tỏi gì? 100 ngàn này với này. Hồi kinh nó mới căng nữa. Xong chưa? Còn kiếm chỗ mua mấy đôi giày này nữa hả? Rồi. Trước với anh Tằng hay ta? Còn cái đá thầm... Mấy nước đá mấy chuối hả? Ê Thái, lâu lâu đi tám đi chợ đi tầm xàm vui ha. Đúng rồi. Hả? Có gì? Cửa tự động hay cái đâu? Đi, có 10 người phải không? Ở chanh hả? Đồ nhiều á. Đồ nhiều không? Nhiều lắm á. Lộ lộ đi chứ bự đi. Thịt lá hả? Hả? Thịt lá đó. Đồ nhiều chứ đó bỏ lòng hết à. Ủa
giờ này khỏe không? Sao giờ này thấy chắc bả cài lắm, cái gì cũng ốm một xíu. Con đá nó xuống đâu? 2, 4, 6 chưa đủ chục thùng mà. Vậy được rồi, anh vậy được rồi. Vậy anh Khánh, anh Khánh đưa cái điện thoại, đưa cái điện thoại cho anh nhìn hình bé. Đi chết rồi, chắc cho gọn vô đâu. Ủa, cái kho này nó đóng cửa rồi hả? Rồi, ok. Xuống quát ơi. Mày nước đá, đây đây mập lấy nước đá nữa. Cái đồng cần sử dụng thôi, đâu có sợ. À, nói chung là stress là cứ về đây thôi. Bưng qua đây. Thái, Thái ơi, chị làm chủ diễn đàn luôn nha. Chuẩn bị làm chuồng cho tối nay. Đây, chuẩn bị làm chuồng. Nhanh tay lên nha anh em ơi. Trời ơi, chỗ này lý tưởng quá à. Không có. Chỗ này ít rác nè. Lộn trước đó, rác nè. Trước chơi ở đây nè, lộn đó. Rồi, bây giờ mình kính. Trời, chỗ này đúng mát luôn á. Trên đá luôn đi. Từ từ. Trời ơi, đi có hả? Một ngày một đêm mà tưởng đâu đi cả tuần lễ hay nửa tháng gì á. Sắm hết cái chợ vô đây luôn rồi. Đây, tất cả anh em của mình đã cập bến tại đây. Không sao đâu chị chú ơi, mấy con ấy không à. Chiếu mà đâu sao đâu. Nó rõ này nè. Đây là cái túp lều lý tưởng đây. Hai vợ chồng anh Quốc đi câu cá. Không là chị không vô đâu. Bây giờ anh Quốc với chị nhiệm vụ ha, có gì lấy về coi chừng 20 ký ốc thôi nha. Được trong cái cầm tay lưới theo. Lưới rồi. Có mồi chưa? Thấy chứ. Giờ đây anh sống thì ở nhà nha. Ok chị ăn xin chào chị. Đó là số 1 luôn á. Ta bị lúa ngứa gì vậy? Giờ ăn cần lặng đúng không? Lặng bắn luôn. Cần lặng, cần luôn luôn lặng. Cần. Đi thẳng lẹ thằng ơi.
chưa tính để đặt đặt hả? Gắn kìa, có gì? Đẻn hả? Đẻn kìa, phải không? Đó đó. Ừ, gắn kìa, gắn kìa. Cắn nước hả? Cắn nước gì đâu phải là nước. Làm sao cắn nước được? Rồi vậy? Cắn nước á. Không đẻn gì thôi cắn nước, bắt đầu. Thôi. Gắn độc nhất trong các loại rắn á. Chính vậy gọi là con đẻn đó. Đẻn. Ghê ta. Đẻn cho ra, đẻn không Tâm? Chính xác luôn ha Tâm. Thôi vậy mà lại độc nhất trong các loại rắn. Không có giỡn với nó được. Nó cắn quất cái là lên đường đó chứ. Vì quá, vì quá. Hiếm lắm á, hiếm lắm giờ phải thấy là. Vậy luôn hả? Ừ, mấy chục năm mới thấy lại nó chứ. Rồi nó bơi đâu trời. Ê, tha nó quay nữa sao? Sao quay được? Không. Thấy rồi, thấy nó ngóc ngóc cái đầu vậy. Zoom nó lại không được. Ơi, về động cá bún này đi thấy. Cái gì? Thấy động cá bún đi thấy. Ê, vậy lấy cái thùng. Sao lại vậy? Không, lấy cái thùng mà nó chết rồi mình hạ xuống dưới biển nó trời. Đúng không? mình lấy cái hũ ra ngoài đi, không có thì bỏ hũ luôn. Trong cái hũ có không? Không có, muối với bột ngọt không à. Nó sống để dưới đi, để dưới đi. Sợ nó chạy chứ cái này nó bị lủng. Để đó không chết, không sao đâu. Mày có lấy cái kéo mới không? Cái túi nó bị lủng rồi nè, nó chạy ra nè. Được rồi. Thấy ơi, chú cái đầu đứng dài ra. Ừ. Ghê không? Từ bắn cá ghê không? Này con cá này phải cá hiếu đâu. Cá này hả? Cá này cá. Nha. Cá cam hả? Cá gì nữa ta? Cá cam. Tâm nó cá hiếu lắm. Cá này cái gì Tâm? Cái này mập thù lù trời. Ờ, sọc dưa. Đúng rồi, sọc dưa. Bự chứ. Bự kiếu tí luôn. Không phải là ra lúc rồi đó, con nó cạnh cạnh rồi. Nó ra hồi nước chảy lúc. Nước chảy à?
nó bự vậy mà. Trời ơi. Ui, có bột trứng. Giữ trứng lại nhanh anh Tường. Trứng với mỡ không kìa, bỏ gãy đi. Bỏ cái bao tử gục với bao tử thôi. Ôi, thấy có bột trứng không mà. Cái bao tử ra, lấy cái xẻ bao tử ra. Đó, đó, để nó lại. Để nó lại đang ăn hả? Ủa, thằng khùng ở đâu rồi ta? Không thấy nó nè. Có tìm nước cho nó đi đâu rồi. Không, nó lội đầu gầm đắng rồi đó. Hồi nãy giờ chị báo cáo với em một chuyện cho ta. Chuyện gì? Mấy chị bắt được con rắn. Bắt được rắn nữa. Rồi, cái chui trong nóng bộ của mình á. Đúng rồi luôn. Bây giờ là... tối ngủ mới là nguy hiểm này nè. Bây giờ là... bây giờ gần tối rồi, mình vô mình che cái liều đó thôi. Mẹ chưa, mình còn nguyên tới lưới chắc cá đầy dưới luôn đó. Tối mới ra, tối mới ra thăm, tối mới ra thăm. Sẵn cái đem qua đây phải không anh? Thấy cái trang nó nổi phải không? Rồi bao tử á, nó bao tử á. Bao tử. Đó, cái đó mới ngon á. Biết lẽ đấy thì về đây đồ không ơi. Cái này tàn đồ bổ không ơi trời. Chết tôi, ăn đồ bổ không là chết tôi. Cánh ơi. Đây. Biết quay có mực chơi không? À. Con nãy có con mực kìa. Con mực nữa. Nước nó ra đây anh ơi. Đi bỏ tâm. Thôi giờ ra kia mua 50 ngàn đường kìa. anh thường. Làm cái chỗ lỗ đó sạch cho anh thường. Để ngồi miếng dũa lại cái nữa. À. Bãi đi ngồi dũa lại cái nữa. Tăng nước ra. Con này làm luôn nè. Giống cá cam mà phải không? Không đúng rồi đó. Nó đúng. Cá này có một bãi. Để dèm cái mầm đó đi anh ơi. Cái mầm đó. Mấy đem đâu còn bạc á. Này hả? Ừ. Miệng sụp dưa luôn à. Thịt nhau. Ủa nó rồi có ngon, ảnh rồi ngon. Ủa sao nó bắn nó không được. Cái này làm gì ăn? Cả này là hướng hết chứ làm gì? Nấu canh chua ăn không? Trời, nấu canh chua ăn không? Dạ. Mà không có đường sao nấu? Được. Được. Để đi chút có hàng nó có một nó lại ra học mà nó kêu điểm lại coi một không có thấy không nhìn nha. Một buổi trời mới thấy luôn á. Ủa vậy ai làm sashimi ta? Mình ăn nha thấy. Cực quá. Hai cái cực. Á dòng này mọc mấy ký ta? Đóng cá cơm luôn à. Đâu đâu đâu. Nó chưa tiêu quá hết nữa. Mình nướng cá kia ăn đi, anh quá. Cá này mình nấu anh cho. Hai con bự mình nấu anh cho nè. Con này nướng nè với cái gì mình nướng. Ok. Cá rìa cũng trứng không. Để dày miếng rắn lên đi ha. Chút có rắn ăn. Tàn đồ bổ không thế chết cái to đó chờ cái đèn cái chà con này mấy con này ngon lành quá ta quá nhiều ha trời con này bằng cá mập luôn con cũng bắt con nào hai mình chia đôi chị bên đó em đây ok rồi còn đứa là dính cái gì trời bự quá. Rồi tối nay là có rồi đứa này cũng dính luôn rồi xong double kill double kill headshot.